Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức công bố tái định vị thương hiệu, đặt mục tiêu trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, cam kết hiện thực hóa sứ mệnh vì một Việt Nam thịnh vượng. Với định vị mới, thương hiệu của VPBank sẽ được thay đổi từ Hành động vì những ước mơ thành Vì một Việt Nam thịnh vượng. Sứ mệnh đó sẽ được VB Bank từng bước thực hiện thông qua nhiều chương trình dự án trọng điểm, tập trung vào 4 giá trị: Thịnh vượng tài chính, thịnh vượng cộng đồng, thịnh vượng thể chất và thịnh vượng tinh thần. VPBank cũng sẽ cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính toàn diện, các xu hướng tiêu dùng tài chính thông minh, các gói hỗ trợ linh hoạt hiệu quả. Về quản trị, VPBank cũng sẽ tăng tốc số hóa mọi quy trình vận hành giao tiếp với khách hàng nhằm mang đến chất lượng dịch vụ xuất sắc vượt trội. Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, VPBank đã tăng trưởng trên con đường trở thành ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, tổng tài sản đến cuối năm 2021 đạt 547.409 tỷ đồng, phục vụ gần 20 triệu khách hàng ở mọi phân khúc tìm lực mới vị thế mới là nền tảng vững chắc để VPBank tự tin đặt ra cho mình sứ mệnh cao hơn, thiêng liêng hơn để phụng sự quốc gia. VPBank cũng sẽ chung tay kiến tạo sự phồn thịnh chung mang tầm quốc gia thông qua việc mang đến sứ mệnh thịnh vượng cho mỗi khách hàng.